Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều cường sẽ lên đến đỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 30 Tết và một số ngày đầu năm mới. Nhiều khả năng người dân thành phố sẽ phải đón Tết trong ngập nước. Giá thịt lợn xuống thấp khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh điêu đứng, dù đang trong thời điểm nhu cầu thịt trên thị trường tăng cao. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định việc tăng giá vé xe khách những ngày qua là đúng quy trình nhằm bù đắp chiều chạy rỗng. Thời điểm này thì thông tin thời tiết vẫn là một trong những vấn đề được nhiều người dân quan tâm nhất. Trong khi ở tại miền Bắc, từ nay đến cận Tết Nguyên đán, thời tiết khá ổn định, trời nắng ấm, thì tại miền Trung lại có diễn biến xấu khi có mưa rào. Nguyên nhân của đợt mưa khá bất thường này là không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường gió đông trên cao. Theo bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 1, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường, nhưng hầu như không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực, chỉ rét về đêm và sáng sớm. Buổi trưa trời hửng nắng ấm với mức nhiệt cao nhất trong ngày 23 độ C. Còn tại các tỉnh Trung Bộ có hình thái thời tiết ngược lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương hôm nay phát đi cảnh báo về một đợt mưa từ đêm ngày 24 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1. Theo đó, từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng, còn từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to với lượng từ 50 đến 100mm trong cả đợt. Nguyên nhân là do đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường gió đông trên cao. Không khí lạnh gây mưa khiến nhiệt độ Trung Bộ xuống thấp khoảng từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Trên biển từ chiều tối nay, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Miền Trung lại có mưa, cũng là lúc người dân vùng lũ nơi đây lại có thêm nỗi lo trước thềm năm mới. Bởi nhiều người vẫn chưa thể quên được hình ảnh các đợt thiên tai, mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối năm ngoái. Song sống ở nơi túi gió lọ mưa, người dân miền Trung luôn biết vượt lên khó khăn và chuẩn bị chu tất mọi công việc để đón xuân Đinh Dậu, ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Trong các đợt lũ vừa qua, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên có gần 30% trong số 5.383 nhà dân bị ngập. Trong đó, thôn Phước Khánh là vùng trũng nên bị ngập lụt nặng và cô lập dài ngày. Tuy nhiên, với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, cuộc sống của người dân nơi đây đã sớm được ổn định. Bà con đang tất bật chờ đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Ở đây này gieo xạ muộn chút đó mà cũng được, cũng trúng nắng. Còn chỗ khác là cho chỗ đây cũng đỏ. Sau khi nước rút, một trong những công việc đầu tiên là người dân xã Hòa Trị khôi phục lại sản xuất, gieo xạ hơn 500 hectare lúa đông xuân, vốn là cây trồng chủ lực của địa phương. Mặc dù có muộn so với lịch thời vụ, nhưng thời tiết lại khá thuận lợi, nên đến nay hầu hết diện tích lúa sinh trưởng tốt, bà con cũng tranh thủ cấy rậm để kịp nghỉ sớm, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Tết năm nay ở nhà con bà trên xã là hỗ trợ được 15 kg gạo, được phần quà ở đâu trong kia gì không biết, lên xã nhận là được phần quà bị thơ 500. Địa phương thì cũng đã xem xét là hỗ trợ kinh phí đỡ coi như nạo quét và buông cái diện tích bị bồi lấp, và có cái hướng sẽ coi như vận động bà con chuyển đổi một số cái diện tích mà không xả lúa được để sang trồng các cây khác ngay, để làm sao đó nó không bỏ hoang cái diện tích. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trong ngày cúng tất niên của bà con vùng lũ, hầu như nhà nào cũng cố gắng, không nhiều thì ít, chuẩn bị đầy đủ các món ăn truyền thống. Trên những con đường bê tông nông thôn, người lớn, trẻ con vui vẻ bên nhau cùng trò chuyện mua sắm Tết. Chung thì bà con đã khắc phục được, gói ghém trong cái phần khả năng của mình. Thì năm nay thì cộng với cái sự hỗ trợ của cấp trên thì cái Tết hôm nay thì trên địa bàn thì nói chung là no ấm chứ không có vấn đề gì thiếu. So với mỗi năm thì vẫn là tốt. Cùng với sự nỗ lực vượt khó của chính mình, sự chung tay của các cấp chính quyền, người dân vùng lũ Hòa Trị nói riêng
và người dân Phú Yên nói chung sẽ ấm lòng đón Tết, đồng thời có thêm động lực để ổn định đời sống, đẩy mạnh sản xuất trong mùa vụ mới. Trong khi đó, người dân Nam Bộ, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, có thể sẽ phải đón Tết trong ngập nước. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều cường ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên đỉnh vào chiều 30 Tết và một số ngày đầu năm mới. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, chiều cường sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1, tức là 30 tháng Chạp, với khả năng báo động 2 tại trạm Phú An và báo động 3 tại lưu vực sông Sài Gòn. Ngoài ra, đỉnh chiều còn xuất hiện liên tục từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 1, tức là mùng 3 và mùng 4 Tết. Từ số liệu nói trên, Trung tâm chống ngập thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo trong dịp đầu năm mới, khả năng một số khu vực ở các quận 7, 2, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè có thể bị ngập lụt. Bất cứ ai có dịp xuôi về phương Nam đều ao ước một lần được đặt chân đến đất mũi Cà Mau. Không chỉ có ghe, xuồng tấp nập trên kênh rạch, những vạt rừng mắm, rừng đước mênh mông trải dài trên bãi bồi. Có mặt trời mọc ở trên biển Đông và lặn trên biển Tây, cùng với bao món ăn đặc sản mới lạ. Nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những căn nhà không cửa. Và những ngày cuối năm này, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên ghé thăm những căn nhà độc đáo này. Nhiều năm sống ở vùng đất mũi, gia đình anh Trường đã quen với việc nhà không cần cửa. Vừa thoải mái, vừa tiện lợi, cứ hồn nhiên đón những cơn gió biển thổi vào. Ở đây là ba đời rồi, đời ông nội và đời ông già và đời em nó ba đời rồi. Nhà ở đây cắt hồi đó giờ không cửa. Tại vì ở đây cũng không có trộm cắp, không ai phá phá gì hết. Mình cắt nhà vậy rồi mình ở, để vậy là ngủ lúc nhà sau à. Ở ấp Mũi, người dân sinh sống chủ yếu từ nghề đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên biển. Dù giàu, dù nghèo, nhưng khi sửa chữa nhà hoặc cất nhà mới cho con cái ra ở riêng, chưa có ai từng nghĩ đến chuyện làm cửa. Bao đời nay, mọi người ở đây sống với nhau rất chân tình. Không làm cửa, làm nẻo, nhà nào cũng vậy chứ. Trong nhà xe, cộ, đồ nữa nọ. Tài sản rồi vậy đó, lưới rồi xuồng ghe máy móc rồi đậu thoải mái xong lên hết trơn, hai bên bên sông đậu lên chứ không nói gì, không mất mát gì chứ. Cả xã có 346 hộ dân thì phần lớn mọi nhà đều không làm cửa. Nhà không cửa không chỉ thể hiện sự bình yên, gần gũi, ấm áp mà còn mang nét đặc trưng văn hóa của vùng sông nước Cà Mau, ẩn chứa biết bao giá trị nhân văn. Chính vì lẽ đó mà giờ đây, mỗi sáng thức dậy, chứng kiến một căn nhà trong xóm lắp thêm cửa, lòng dạ người dân nơi đây lại thấy chênh vênh, hụt hẫng. Con có vấn đề cảnh giác, bởi vì các nơi đổ về đây làm ăn cũng hơi nhiều, thành ra bà con cũng có cảnh giác vấn đề đó, thành ra mới có xuất hiện là nhà có cửa. Mùa xuân ở đất mũi Cà Mau lồng lộng gió biển thổi và mênh mông nắng vàng. Ngồi trên sàn nhà bằng gỗ để cảm nhận được hương vị nồng nồng của xứ biển qua làn gió thổi thông thấp từ nhà sau ra nhà trước. Rồi khi đêm xuống, lại được đắm chìm trong món rượu nhà, cá biển. Đắm chìm trong câu vọng cổ ngọt lịm của những người dân xứ biển mà ngay trong lòng dâng lên nỗi niềm thương nhớ hào sảng của người dân nơi cuối trời Tổ quốc. Trong khoảng 2 tháng cận Tết, Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 38 mẫu thịt lợn từ các tỉnh đưa về tiêu thụ tại thành phố có chứa chất cấm. Hiện ngành thú y thành phố Hồ Chí Minh đã lập 3 đoàn kiểm tra công tác thú y đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, qua kiểm tra 530 lô lợn từ các tỉnh thành lân cận, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 38 lô dương tính với chất cấm, xử phạt vi phạm 28 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, khi kiểm tra 99 trường hợp giết mổ gia cầm, gia súc trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Được biết, để ngăn chặn tình trạng lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, mới đây, Cục Thú y đã tạm dừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Enrofloxacin, vốn là kháng sinh cấm trên thủy sản, 3 tháng. Cơ quan này cũng tạm dừng cấp phép nhập khẩu từ 3 tháng đến 12 tháng với nhiều công ty nhập khẩu bán nguyên liệu kháng sinh không đúng đối tượng, sai mục đích. Người chăn nuôi nói chung, người nuôi lợn nói riêng, cả năm chỉ trông vào cái Tết, vì cuối năm là thời điểm họ xuất chuồng đàn lợn của mình. Cả vốn lẫn lãi đều nằm ở thời điểm này. Nhưng năm nay, giá lợn xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm. Người nông dân thất thu, có gia đình lỗ nặng,
Trong những ngày cuối năm này, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn về xã Ngọc Lũ ở huyện Bình Lục của tỉnh Hà Nam, nơi được coi là thủ phủ lợn của miền Bắc, để chia sẻ một cái Tết buồn của người dân chăn nuôi ở đây. Những ngày giáp Tết, nhà bà Thơm ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vẫn inh ỏi tiếng lợn. Không lo sắm Tết, cả ngày bà chỉ quanh quẩn bên đàn lợn đã quá ngày xuất chuồng. Với giá bán hơi là 28.000 đồng 1 kg, mỗi con lợn nặng 180 kg, bà Thơm chịu lỗ 2 triệu đồng. Cả đàn lợn 100 con, số tiền lỗ là 200 triệu đồng. Không đào cũng chẳng quất, đến cả phòng ngủ cũng phải nhường chỗ cho những bao cám lợn. Muốn bán không bán được. Mấy giờ nhiều khi bán cho người ta mà đến hàng toàn người ta cũng chẳng đến được cân cho. Mấy năm trước ấy, cái tầm chúng tôi chỉ bán tầm 15, 17 là đã hết lợn. Thế là yên chí chỉ việc no việc Tết nhất thôi, nhưng đến năm nay là 20 mấy rồi vẫn chưa bán được lợn. Cho nên là gia đình nào cũng no chỉ mẻ cắm đào vào lợn gà bán không bán được. Tết nhất là mất hết cái Tết, chả không nghĩ gì đến Tết nữa. Tết dường như đã bỏ quên thôn xóm này. Đường làng tĩnh mịch, chút ồn ào có chăng chỉ là tiếng lợn kêu. Theo tính toán, ít nhất 70% hộ gia đình ở Ngọc Lũ năm nay mất Tết. Như với hộ nông dân này, trong trại còn 400 con lợn, số tiền lỗ là nửa tỷ đồng. Thì nói thật như dân Ngọc Lũ năm nay thì nói chung vào khoảng phải vào đến tới 75%. Thì cái số dân lượng dân trong dân là không có tiền tiêu tiết như năm nay. Vì không bán lợn. Tất cả dân đây là nhằm mà có lợn. Thế mà giờ có lợn không bán được thì thực sự là không có tiền để mà sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là tiền tiêu tết đâu. Kể cả là tiền ngân hàng, đến hạn trả cũng không trả được. Có cái văn bản yêu cầu các cái doanh nghiệp đầu vào như là thức ăn chăn nuôi, như là thuốc thú y, như là dịch vụ chỉ định sự phù hợp về lĩnh vực chăn nuôi thì đều tiết kiệm cái chi phí, giảm cái chi phí đầu vào để giảm như thế là giá thức ăn, giá thuốc thú y giúp cho người chăn nuôi lợn. Chúng tôi cũng đã có sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng, các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ và có thể hỗ trợ một cái phần. Chính phủ có thể hỗ trợ một phần cái lãi suất tín dụng cho những đối tượng mà như thế là gặp những rủi ro cao hơn, ví dụ chính sách, ví dụ những gia đình khó khăn, ví dụ những cơ sở làm giống, để khi mà thị trường quay trở lại thì chúng ta không bị khủng hoảng thiếu con giống. Người nuôi lợn đang mong mỏi những chính sách hỗ trợ mà cục chăn nuôi hứa hẹn không phải là những con chữ trên văn bản. Để năm mới, tiếng lợn kêu không phải là thứ âm thanh khiến người chăn nuôi phải sốt ruột. Tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay chắc chắn sẽ được cải thiện khi chuỗi ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 đã kết thúc với kỷ lục mới được xác lập khi tiếp nhận hơn 31.800 đơn vị máu. Con số trên vượt ngoài sức tưởng tượng của những người tham gia tổ chức hoạt động này. Theo đó, ngày hôm nay, Ban tổ chức chuỗi ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 cho biết, chuỗi ngày hội đã kết thúc với kỷ lục mới được xác lập khi tiếp nhận 31.880 đơn vị máu. Con số trên vượt ngoài sức tưởng tượng, bởi lẽ khi chuẩn bị cho mùa hiến máu tình nguyện lần thứ 9, Ban tổ chức đưa ra chỉ tiêu tiếp nhận 25.000 đơn vị máu. Với số lượng đó, trong những ngày giáp Tết, khi sinh viên và mọi người đang bận thi học kỳ và chuẩn bị nghỉ Tết thực sự là không dễ. Nhưng sự lan tỏa của Chủ nhật đỏ trong những mùa trước đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo sinh viên và người dân cả nước. Số lượng máu kỷ lục mà Chủ nhật đỏ mang lại sẽ giúp cho khoảng 50.000 bệnh nhân đang chở máu trên cả nước có cơ hội được sum họp ăn Tết cổ truyền cùng người thân. Đến thời điểm này thì chắc hẳn là hầu hết các gia đình đã chuẩn bị xong bánh kẹo mất Tết, bước vào những thủ tục cuối cùng để đón Tết Đinh Dậu. Không khí Tết đã ùa về và đã len vào tận trong từng khoa phòng của các bệnh viện, nơi vốn chỉ có những lo âu bệnh tật. Và chính ở nơi đây, dù sự sống của các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh rất mong manh,
nhưng người ta vẫn không ngừng hy vọng trong những ngày giáp Tết. Phòng bệnh hôm nay đã trống hơn. Những bé bệnh nhẹ hầu hết đều đã xin bác sĩ trở về. Ở lại đều là bệnh nặng. Như bé An Nhiên 4 tháng tuổi này, mới cách đây 10 ngày bé bị viêm phổi. Nhập viện điều trị, không ngờ lại mắc chứng bệnh cơ tim phì đại và không có cơ hội phẫu thuật. Người thân không ai có thể tin được vào điều đó. Mà mình phải cố gắng mình lấy lại được tinh thần. Thì mình nghĩ chỉ một mình chăm con là tốt nhất. Cho nên là con được một ngày mình cũng phải sáng để cho con được một ngày hạnh phúc. Thì những bé này thường nếu mà mình cái đời sống nó thì kéo dài thì tùy thuộc vào từng bé, tùy theo với cái bất thường gen của nó hoặc là bất thường về cấu trúc của nó mà nó sống được lâu hay mau. Nhưng mà những em bé này thường không sống lâu được. Thường nó sẽ có những cái biến chứng và không sống lâu được. Không phải chỉ mình An Nhiên mà cả cậu bé này cũng vậy. Nguy cơ đột tử với cả hai bé là có thể xảy ra trước, trong và cả sau Tết. Mỗi ngày ở đây là mỗi ngày cả cha mẹ và các bé đang chiến đấu với số phận. Và với họ, Tết trong bệnh viện vẫn là điều may mắn. Cho nên là mình ở bệnh viện phải chịu nhất thì mình mới dám về. Chứ về nhà mình ăn Tết cũng đâu ngon được tại trong khi bé bị bệnh vậy. Nhưng mà thôi giờ ráng thì cháu mình cố gắng đi. Thì cũng vui thôi chứ giờ sao giờ. Thông thường hàng năm đến 30 Tết, phòng bệnh gần như vắng hết. Chỉ còn khoảng 30 bệnh nhi rất nặng phải điều trị. Nhưng không vì thế mà công việc của các y bác sĩ nhàn hơn. Vì dù là bệnh mãn tính, các bác sĩ cũng luôn phải túc trực cho trường hợp cấp cứu đột xuất thường xuyên xảy ra trong dịp Tết vào những năm qua. Vô làm siêu âm những bệnh nhân rất nặng, rồi phải mổ, kêu huy động cả ekip vô mổ, thì phải gọi nguyên ekip vô mổ, thì cũng có rất là hầu như Tết năm nào cũng có một hai ca như vậy, thì phải huy động nguyên một ekip vô để mà làm hết. Thành ra thì năm nào Tết năm nào cũng có ấn tượng. Các cá nhân, đoàn thể vẫn thường xuyên có một hành động đẹp là tặng quà và chia sẻ với người bệnh ở khắp các bệnh viện. Những ngày cuối năm, nhờ thế cũng bớt đi cái khô quạnh. Và có lẽ vì trải qua những cái Tết như vậy, mà trong những lời cầu chúc năm mới, thì sức khỏe luôn là điều được người ta trân trọng dành cho nhau. Liên quan đến việc nhiều doanh nghiệp vận tải tăng tới 60% giá cước dịp Tết này, Sở Thông vận tải thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra, qua đó khẳng định việc tăng giá là đúng quy trình nhằm bù đắp chiều chạy rỗng. Qua kiểm tra tại bến xe Gia Lâm và Giáp Bát, có tổng cộng 21 doanh nghiệp đề nghị tăng giá với tỷ lệ tăng từ 7 đến 60%, trong đó có một số đơn vị tăng cước cao như công ty Thuận Ý Gia Lai, tỷ lệ tăng cước là 60%, công ty Hải Vân Đà Nẵng, tỷ lệ tăng cước là 59%. Hợp tác xã vận tải Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tăng cước là 60%. Nguyên nhân được các doanh nghiệp đưa ra là nhằm bù chiều chạy rỗng. Hồ sơ kê khai của các doanh nghiệp này đều thực hiện đúng theo quy định. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động 3 tuyến xe buýt chạy bằng điện, đầu tiên ở khu vực trung tâm thành phố và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Các xe này hoạt động theo hình thức không trợ giá, giúp người dân thành phố có thêm lựa chọn cho việc đi lại. Đây là loại xe 4 bánh, 12 chỗ ngồi chạy bằng động cơ điện, được tập đoàn Mai Linh và công ty Phố Cảnh đầu tư, hoạt động theo hình thức không trợ giá. Các xe này sẽ chạy thí điểm trong thời gian 3 năm, bao gồm 3 tuyến chính là tuyến D1 từ công viên 23 tháng 9 đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tuyến D2 và D3 hoạt động tại khu vực Phú Mỹ Hưng. Xe buýt này nó có cái nét ưu việt tức là không ô nhiễm môi trường. Thứ hai là giá vé nó cũng phù hợp cho cái người đi lại của người dân thành phố, đặc biệt là khách du lịch ở nội ô đi đến các tuyến điểm tham quan du lịch ở thành phố. Cái dự án Metro cũng đang là ở giai đoạn hoàn thành giai đoạn cuối, hay là cái tuyến xe điện trên cao, nó cũng là cái việc làm của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái dự án gọi là cộng thêm cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trong sạch vì vấn đề ô nhiễm môi trường.
Đây được xem là giải pháp nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân ở khu vực trung tâm thành phố. Giá vé cho nửa tuyến là 6.000 đồng, suốt tuyến là 12.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu thuê cả chuyến thì chỉ 120.000 đồng trên ngày. Có một cái ưu điểm lớn nhất đó là nó sự thân thiện và nó không gây cái ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đang thực hiện thí điểm và sau thời gian tổ chức thì chúng tôi sẽ có sự đánh giá và tôi hy vọng rằng là đây là một cái mô hình thành công và chúng tôi sẽ có báo cáo để tổ chức phát triển thêm loại hình xe buýt bằng điện nó tiết kiệm và thân thiện môi trường này. Để thu hút hành khách, tuyến trung tâm thành phố sẽ miễn phí 3 ngày đầu tiên cho hành khách. Các tuyến chạy khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ miễn phí suốt tháng đầu. Đây được xem là phương tiện thân thiện với môi trường, giúp người dân và du khách tham quan các địa danh, điểm du lịch, khu vực trung tâm thành phố. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2017 của kênh truyền hình VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.